Vâng ạ, chào mừng các bạn trở lại với trang kính cổ ngày xưa. Ngày nay em lên mấy cái kính cổ bọc vàng của Pháp. Trước khi vào kênh thì bác có thể like share nhiều thì em sẽ có giá tương tốt ạ. Vâng, đây là mã số 01 nhé, vì số lượng rất là về rất là lớn nên là em đi rất là nhanh. Vâng. Đây là cây Amola lúa Pháp số thập kỷ 1950 nhé, con này càng 40 xanh ngang là 13,7 nhé. Vâng. Con này trái màu ở trên đậm giấy nhạt, nét đậm và cảm nắng nhạt nhưng nó dễ nhá. Và Amola lúa Pháp xưa thập kỷ 1950 chuẩn ao nhất nhá. Bên em chỉ bán chuẩn ao nhất Anh Đức Pháp Mỹ đấy. Và rất an tâm yên tâm luôn đấy ạ. Tức là mã số 01 nhá. Cầu giữa thì nó có cái chuyện vuông nhưng mà cũng khá mờ rồi. Chơi ven con zin nhá. Và tiếp theo em sẽ đi hai bên càng nhá. Và đây là mã số 1 ạ. Càng bên phải nó có cái số 140 và chữ Amor Madari France. Đấy. Bọc vàng sáng gương đấy. Càng bên trái là số 140. Thông tin thông số em ghi rất là rõ ràng, rành mạch chi tiết ạ. Và bọc vàng sáng gương hàng, đây là mã số 1 nhá. Và để trên các bác của em 25 năm bán kính cổ thì bên em luôn luôn đưa giá tốt, hoặc quyền cảm lý phí ạ. Vâng, trước bán toàn 4 triệu 3 thì bây giờ bán giá là 4 triệu 1 nhá. Giá là 4 triệu 1 400k. Cái dòng này bác mua về sau thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị rất ok. Vì dòng khi bác bỏ đi thay mắt cận, lão vẫn loạn, hoặc làm quà tặng, quà biếu rất là ok ạ. Vâng, vì đeo rất nhẹ nhàng, thì đeo ở cả ngày đến tối ạ. Vâng, giá là 4 triệu 1 400k. Về hình thức buôn bán thì bác nào chuyển khoản thì em bao ship. Ship code đấy là giao hàng luôn tiền, thì vui lòng là cọc 100 đến 200 tùy giá dịch kính, tùy giá dịch kính ấy. Thời gian bán hàng bán từ 8 giờ sáng đến 23 giờ, từ 8 giờ đến 11 giờ tối tất cả ngày tuần, không nghỉ nào của ngày lễ Tết. Với điều kiện bác điện thoại trước, tránh tình trạng đến đột xuất quán em thẩm định định kiến cổ xưa. Bác điện thoại trước là em có thể bán từ xa tận 390 Trường Chinh, đúng Hà Nội. Duy nhất một địa chỉ, một số điện thoại lâu năm nhá. Đấy, mua bán kính đồ cổ phải chọn được cái chị địa chỉ bán hàng lâu năm, địa chỉ số điện thoại, hai cái đấy song hành với nhau cơ. Tiếp theo là cái mã số 02. Các bác xem là cái gì đây? Và Findor nhá. Vâng, đây là Findor dáng quả trứng của Pháp xưa thập kỷ 1940 trên 50 nhá. Em sẽ đo cái xanh ngang bao nhiêu. Con này xanh ngang nó là 13,8 nhá. Vâng, xanh ngang xanh càng là 13,8 nhá. Findor 4 chấu cổ điển dáng quả trứng thập kỷ 1940 đến 50 chuẩn ao nhất nhá. Xuất sắc cả, cái này không điểm trừ. Bọc vàng sáng gương. Đây là len, nó là len là mắt Meca nhưng mà là len anh tím nhá. Rất mới rất đẹp nhá. Dáng cổ điển. Vâng. Findor dáng quả trứng á. Vâng. 4 chấu cổ điển. Pháp xưa thập kỷ 1940 đến 50. Xuất sắc nhá. Ở cầu giữa nó có cái chuyện vuông nhưng cũng mở lắm rồi, khó nhìn lắm. Cái ven thay rồi còn lại zin hết nhá. Bác nào ở Hà Nội gần đâu có địa chỉ nhà em xem kính cổ đồ của sơ đồ lính Mỹ nhá, các bác có thể xài hết đấy. Yên tâm. Bằng phương tiện bưu điện ô tô máy tàu hỏa phương tiện nhé, em gửi phương tiện đó. Ở càng phải là có 20 trên 1.000 chữ Findor. Xuất sắc nhá. Và càng trái thì nó không thể hiện ạ. Nó càng phải thôi. Cái cầu giữa thì nó cũng mờ lắm thì khó nhìn. Nên càng còn rất đẹp ạ. Và cái ve thế. Đấy. Cái ve thay rồi còn lại zin hết. Đây là ve này. Đây là ve kính còn lại zin hết nhá. Findor dáng quả trứng Pháp xuân thập kỷ 1940 đến 50 4 chấu cổ điển nhá. Đấy, ô vân kê đấy ạ. Và size 138 nhá. Và trước này bán toàn 4 triệu rưỡi 4 triệu 6 nhỉ. Bây giờ bán dưới giá luôn. Giá rất tốt ạ. Giá này là 4 triệu 3 4.330 nha. 4.300k nhá. Giá là 4 triệu 300 nghìn 4.300k nhá. Giá là 4 triệu 3 nhá. Bác mua đâu mua à, nên lựa chọn bán lâu năm con thương hiệu là ok nhất. Và nên chọn con trai nhá. Kể trong nước và ngoài nước cũng thế. Đó là xong mã số 02 nhá. Đây là mã số 03 này. Vâng. Đây là con đúc Bolivia dáng kính cơn Pháp xưa thập kỷ 1960. Con này trong tình trạng new mới cắm cửa nhá. Con này càng 40 em nó sẽ ngang bao nhựa. Và
Con này ngang là thoải mái, ngang là 141 luôn đấy. Vâng. Ngang là 41, xe càng 40. Vâng, đây là con đốc bồ rắn kính cơn pháp xuất tài quỷ 19 năm 1960, con này bọc vàng 14K, xuất sắc trong tình trạng mới cắm cựa new. Bọc vàng sáng gương. Con này mắt của nó là mắt trong thủy tinh nhá, hơi váng dầu chút xíu nhá. Sướng lắm. Vâng. Sáng sủa luôn ạ. Cái dòng này đi nhanh. Ở cầu giữa nó có cái chuyện vuông và số 20 book rig, chuôi ve cầm trắng tinh trắng mốt nhá. Ồ, vẫn ghê, mới vẫn cắn vẫn đẹp. Và cái dịp trước Tết, trong Tết, sau Tết, bên em luôn luôn đưa giá cực tốt luôn. Để bác trước đủ cần chơi sẽ đủ cần chơi. Trước không chưa đủ cần, chưa đủ cần chơi, nay sẽ đủ cần chơi vì tính của đồ cổ. Càng phải là có cái chuyện vuông và chữ Madari France. Thông tin thông số về kính em ghi rất là rõ ràng. An tâm yên tâm ạ. Vâng. Xuất sắc nhé, càng trái thì nó cũng biết có chuyện vuông đấy. Chuẩn Âu nhé, chuẩn Âu nhất là Anh Pháp Mỹ. Vâng, một số trước là bán 5 đồng ạ, giá bán dưới 5 đồng. Em nói ngay từ lúc đầu rồi là trước chưa đủ quyền chơi, nay sẽ đủ quyền chơi kính của đồ cổ. Vâng, giá cực kỳ tốt ạ, giá cái này là 4 triệu 9 đến 4.900k. Giá là 4 triệu 9 4.900k nhá. Giá là 4 triệu 9 4.900k nhá. Xuất sắc nhá, không điểm trừ nhá. 4 triệu 9 nhá, đó là mã số 03. Và cuối cùng là mã số 04, xem là cái gì đây. Số lượng này về khá nhiều, phải đi rất là nhanh mới kịp được. Ở đây là con nó đốc bulami dáng quả trứng nhá, của pháp sư thập kỷ 50 60 nhá. Con này xe càng thì là 145 là xe ngang bao nhiêu đó. Vâng. Ngang là 13,8 nhá. 13,7 ạ, gần 13,8 ạ. Ngang là 13,7 nhá. Xích xuất 13,8 nhưng mà thôi 13,7. Ngang 13,7 nhá, xe càng 145 thoải mái. Đức Bồ Lâm Y dáng quả trứng pháp sư thập kỷ 50 60 chuẩn ao nhất nhá. Cái trong là trong thủy tinh nhá. Vâng. Bọc vàng sáng gương đấy. Vâng. Ở cầu giữa là 1 trên 10 12k nhé. Chuôi ve nguyên zin ạ. Vâng. Một vài vị trí kính lên tiếp đỉa nhé. Sướng lắm. Vâng. Tiếp theo sẽ đi sang càng trái và càng phải là cái gì nhé. Càng bên phải nó có chữ 1 trên 10 12k MSA 5 phần 2. Và cuối là có cái chữ cái gì? Francais đấy. Khó nhìn lắm. Chữ tất cả kính cổ nó bằng cái chuyện là laser cổ điển, rất là khó nhìn. Còn càng bên trái nó có chỉ số 5 phần 2 đấy. Thế thôi ạ. Và đấy, bọc vàng sáng gương. Đây là mã số 4 nhé. Đốc Bồ La Mi dán quả trứng pháp xưa thập kỷ 19 năm 1960 nhé. Con này là có vành nhé. Và nó đấy của nó là cái là thủy tinh nhé. Và bọc vàng sáng gương rồi. An tâm đâu ạ. Và trước này bán toàn 9 triệu 6 gì. Bây giờ bán nó giá là 9 triệu 3. Vì trước với phương châm giao lưu vô chứng mua đôi khi đó, luôn luôn đưa ra tốt ạ. Vì có một số bác là trước thấy kêu nhiều tiền quá chưa đủ để cần chơi, nay sẽ đủ để cần chơi ạ. Và giá là 9 triệu 3 9.300k nhá. Và về thời gian bán hàng bán thoải mái lắm, từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối mà, với điều kiện bác đến điện thoại trước, tránh tình trạng đến đột xuất ạ. Thì có những bác đến đột xuất thì em đi gửi hàng rồi đi thẩm định đính giá đồ cổ xưa này là 9 triệu 3 nhá. Và vừa rồi là em chia sẻ bốn cái kính. À, bên em thì xưa nay thì là chia sẻ rất là tận tình tận tâm đấy. À, phần cuối thì em cũng có nói rất nhiều, là phần cuối là em sẽ nêu một vài cái tình trạng mà trái xã hội, nhưng mà do cái thời lượng video rất là nhiều cho nên là em không thể kịp nói. Thì hôm nào một cái video riêng về cái điện thoại mạo danh thì em nói tổng hợp video cho nó tiện, chứ nói vào cái phần cái video của kính cổ hay đồ cổ thì nhiều khi một số bác kêu bởi hơi bị nhàm chán, thì thôi em sẽ nói một video riêng cho nó dễ. Vâng. Bác mua kính của đồ cổ thì nên cũng lựa chọn bán lâu năm thương hiệu và như vậy bạn trai họ phải am hiểu về kính của đồ cổ hơn để trong nước ngoài nước. Và vấn đề đặt cọc thì em cũng chia sẻ nhiều rồi, đặt cọc chỉ một vài trăm, tuyệt đối không nên đặt cọc một vài triệu, bởi vì có rất nhiều bác là cầm vài triệu đối tượng biến mất vẫn mất, rồi là chơi rượu mới bình cũ hoặc là treo đầu dây bán thịt chó. Thì lưu ý đó, kể cả từ quần áo đắt tiền, tức là quần áo hàng hiệu nhá, hay quần áo đắt tiền, hay đồ đắt tiền, hay đồ kính của đồ cổ, đặt cọc một vài trăm thôi thì có em nhớ có bác đặt cọc mấy triệu xong nó biến mất luôn, không tăm hơi lại trở lại luôn, đó điều rất đáng tiếc đó. Và cũng không nên mua con gái thôi, bán phần trăm nó chỉ được một vài tháng hay một vài năm, nhiều lắm thì vài năm cũng lặn mất biến mất. Bác lý nhất thập niên 90, thập niên 2000 đổ về đây, nhưng cứ bán kính cổ đồ cổ xem còn không, hay chỉ còn những người như em thập cuối thập niên 97 và đổ về đây thôi. Đấy, em phải lưu ý vấn đề này để các bác nắm bắt được. Và một lần nữa thì rất là cảm ơn các bác luôn dành thời gian quan tâm và xem theo dõi video của em. Bác nào yêu quý trang kính cổ phía xưa có thể nút đăng ký kênh một đọc biểu tượng quả chuông ấy bên góc mặt phẳng màn hình nhỏ. Khi bác đăng ký thì hệ thống YouTube nó báo
quả chuông đến điện thoại bác luôn và ngay khi em lên video. Vâng, đó là cái giá trị em muốn nói các bác như thế, rất là hay, rất là nhanh. Vâng, rất là cảm ơn, xin chào các bác, hẹn gặp lại phía sau.